Chào các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cái cách mà sử dụng phần Camtasia để xây dựng một cái video hoàn chỉnh. Ở đây thì mình có một số tấm ảnh với một số cái file video mình đã quay được trong một cái dịp mà gia đình mình làm rau câu. Thì giờ mình sẽ ráp những cái tấm ảnh và những cái video này lại thành một cái video hoàn chỉnh để chia sẻ với các bạn xem ha. Thì cách thực hiện thì cũng rất đơn giản ha. Mình sử dụng thằng Camtasia 8 ha các bạn. Rồi, mình mở chương trình Camtasia lên. Rồi, mình bắt đầu đưa cái dữ liệu vào cái chương trình, import các cái file hình ảnh và video mình đã quay vào dữ liệu của cái chương trình. Đây ha. Import vào. Rồi trong Camtasia thì khu vực import media này là cái khu vực chứa cái dữ liệu của cái chương trình. Khu vực mà Camtasia Studio này là cái khu vực mà xem trước cái video. Còn cái khu vực ở dưới track 1, track 2 nè, mấy cái khu vực này là cái khu vực timeline để mình xử lý hình ảnh video dưới đây. Rồi, mình bắt đầu đưa những cái hình ảnh và video xuống cái thanh timeline để làm cái video các bạn. À, trước tiên mình đưa hình này xuống trước. Click chuột phải mình chọn Add to Timeline nè các bạn. Rồi, mình chọn kích cỡ mặc định trên đây luôn ha. Rồi, trên đây có một cái hình ảnh. Rồi, mình làm cái hiệu ứng cho hình ảnh này luôn ha các bạn. Có một cái hình ảnh trước làm hiệu ứng luôn. Mình lấy hiệu ứng này. Rồi, bắt đầu mình xem trước thử ha các bạn. Thì buổi tối thì gia đình mình rảnh rỗi nên mình làm một cái rau câu. Rồi. À, trong cái phần clip in này thì mình đưa một số hình ảnh nữa ha. Okay, đưa khoảng 4 tấm ảnh nữa đây. Rồi, mình add thêm like ha. Rồi, mình cũng tạo cái hiệu ứng cho nó luôn. Xoay luôn này. Rồi, vậy mình có được 5 tấm ảnh. Mình cho một cái động test vô đây đi. 5 tấm ảnh này. Cho chữ vào. Thì mình chọn là S ha. Mình xóa cái này đi. Mình xóa cái này đi. Mình chọn cái test vô đây. S một cái test vô. Dài có khoảng 4 5 cái bức ảnh này luôn. Trong cái test này thì mình viết cái tiêu đề cho người xem biết mình làm gì. Để bên dưới đây ha. Này là mình làm rau câu ha. Làm rau câu tại nhà ha. Đây, mình chọn chữ cách chọn chữ thì mình tô đen chỗ chữ chọn màu đỏ ơi. Rồi cái này mình chọn phông chữ lớn lớn anh ha. Khoảng 36 kìa, làm nó câu tại nhà chữ đậm lên đi đó. Rồi mình chiếu thử cái hàng các bạn. Xem trước. Rồi, không có hình ảnh gì hết thì mà không có cái âm thanh gì hết ha. Cái này mình chọn cho này ngắn ngắn chút đi. Đó.
Rồi, giờ tới đây thì mình làm rau câu tại nhà thì nguyên liệu nó gồm gì? Mình đưa vô cái nguyên liệu luôn. Add một cái file nguyên liệu nữa ha. Nguyên liệu thì cái này mình để thời gian hiển thị nó hơi dài dài cho người xem có thể xem được. Và trong một cái Camtasia này có cái kỹ thuật gạt phóng to thu nhỏ nữa để mình giới thiệu các bạn cái công cụ phóng to thu nhỏ, cái thằng zoom band này các bạn. Đó, mình sử dụng phóng to thu nhỏ bức hình ha. Mình chọn zoom band khi mà có cái bức hình mình nó đã hiển thị lên có những cái dấu sao này thì mình chọn chức năng zoom này các bạn. Đó, mình muốn zoom tới cái phần lớn vậy. Đó, rồi mình để đây cho người xem người ta chức năng zoom lại cho người ta đọc kỹ cái phần là cái nguyên liệu. Rồi, cái đó thì nếu mình trình chiếu thì mình chiếu lại cho các bạn coi nè, nó zoom sao? Nó zoom rất là nhanh. Đó, nó zoom nhanh mình không có ấy được luôn. Mình muốn nó zoom từ từ thì ngay chỗ cái mục ở dưới đây nè, ngay chỗ cái hình nè. Mình kéo ra thời gian nó zoom lại nè các bạn. Đó. Nè, mình trình chiếu lại cho các bạn coi nè. Đó, chức năng zoom nó chạy từ 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 đó. Theo cái thanh này nó chạy từ từ. Chạy tới cái điểm mình muốn dừng lại thì nó sẽ dừng. Rồi tới đây mình dựng chút cho người xem ta muốn coi cái nó gồm những gì á. Rồi tới đây ha. Phần này nó chưa có âm thanh gì hết, mình cho một tí âm thanh vô ha. Cho âm thanh vô cho nó hơi sôi động một chút. Nãy mình có add cái MP3 vô nè. Đó, cái này là âm thanh. Thì cái phần âm thanh này nó quá dài thì mình cắt bớt ha. Tôi cắt bớt tới đây ha. Mình chọn cái file âm thanh đó rồi mình chọn cái nút này nè, clip nè các bạn, clip rồi cách mình bỏ đồng này đi. Rồi rồi có âm thanh rồi, mình thử lay lại các bạn sẽ nghe ha. Rồi, nè, nó có âm thanh này. Rồi, âm thanh. Rồi, tới đây mình bắt đầu coi như là cái phần giới thiệu về cái video của mình là mình làm tới đây đơn giản vậy thôi. Giờ mình bắt đầu đưa nội dung. Thì những cái video mình quay mình có sắp theo thứ tự từ 1 cho tới tới 9 nè các bạn. Đó, theo thứ tự thì giờ mình sẽ import vào. Hoặc nếu mình import từ cái thì chọn chọn cái video rồi mình click chuột phải chọn Add to Timeline này các bạn. Đó, nó sẽ tới đây. À, mình xem lại nè. Này, cái máy của mình nó chụp cái hình ảnh với cái video lại khác nhau. Kích cỡ nó là khác nhau, cái video nó kích cỡ nó. Thử cái mình tạo cái phông nền cho nó cái màu khác cho mình nhìn thấy nó à, kích cỡ cái video dưới này nó lại khác nhau. Thử lại cái phần kích cỡ này, chọn chỉnh kích cỡ mình chỉnh theo cái chuẩn B này. Nên là quá nhỏ. Chuẩn của YouTube. Cancel này. Thôi, tạm thời mình chọn cái thì nó quá xấu, mình cho một cái hình ảnh lock ở bên dưới đi. Khắc phục cách cho cái hình ảnh nào đẹp đẹp ở bên dưới cho nó ấy
Và mình cho cái hình này, cái hình này tới. Rồi, cái hình này mình bỏ bên dưới đây ha, cho nó che bớt. Rồi. Một cái đây, nó có phần. Rồi, mình tiếp tục add những cái video khác vô ha các bạn. 2 3 làm một lượt luôn, add vô hết luôn nha các bạn. 2 3 4 tới thằng 7 đây. 7 add vô tới thằng 7, tại thằng 8 từ 8 8 nó trước mà 8.1 8.2 nó đứng không theo thứ tự. Như vậy tới trước đây. Rồi. Cho cái dùng này thấy. Rồi, mình tiếp thằng 8 vô. Thằng 8 vô. Cho cái thêm này. Rồi, 8. Rồi, bắt đầu 8.1, 8.2 mình ép vô luôn. Chạy đây. Ừ. 8.2 là tới thằng 9. Nghe thằng 9 giờ luôn. Yeah. 9 trong đây rồi, có thằng 9.1, 9.2, 9.3, 4. Rồi, mình add tới timeline luôn. Rồi, tới đây. Mình để thách. Mình cho cái phần kết thúc với các bạn. Tới đây. Đây là mình để là kết thúc, mình để hiện lên cái chữ hết đi. Đây mình add thêm một cái tag vô đây. Hiện vô cái chữ như là ở đây mình cuối mình để cái chữ hết đi. Hết cho ta biết video mình đã hết. Chữ này hơi nhỏ mình cho bự lên tí ha. Chữ hết này bự lên tí phong 72 luôn. Hết. Hết xong rồi mình có một cái đoạn giới thiệu coi như là cái phần output. Mình giới thiệu chắc mình lấy một số hình ảnh đi ha, add một số hình ảnh vào. Hình này bốn cái hình này ha, add tới timeline này. Ê, chết mà cái này cái video video bốn cái ba cái này thì mình lộn ha, mình xóa ra, mình add hình ảnh, mình chọn cái hình này, hình này bốn hình này đi, add cho thêm lại đó, cho cái hiệu ứng nó xoay đi. Rồi. Rồi mình có một cái kỹ thuật nữa, lúc mà cái màn hình kết thúc nó có một cái đoạn video nó hay chiếu á, là mình thử cái mình add cái đoạn đó vô ha. Kỹ thuật kết thúc mà. Giới thiệu luôn. Mình lấy đoạn chính này đây, video chính này đây. Rồi, cái video này mình cho nó nhỏ lại các bạn, cho nó ở một cái góc thôi. Đó.
Mình để nó đây, hoặc chiếu một cái góc ở giữa này thôi. Mình không có làm hết cái video, mình chỉ lấy một cái đoạn đoạn này thôi, đoạn ngắn này thôi. Cắt ở đây ha. Cắt đoạn này đi. Rồi mình kéo vô. Cắt cái đoạn này đi, cắt ở đây, cắt tiếp, cắt bỏ khúc này đi. Rồi. Rồi trong cái khúc này thì đây thử. Rồi trong cái khúc này thì mình hiện lên cái động kết một cái chữ đi, chữ sẽ như S, một cái chữ nó không hiện lên đây, mình để đây đi. Để vô cái chữ là phong chừng cỡ 29 thôi, màu đỏ luôn ha. Rồi trong cái chữ này mình có thể là cho màu khác nhau từ đoạn cũng được. Tân Châu mà mình cho cái màu vàng đi. Cảm ơn bạn đã xem video, mình cho cái màu chữ nhỏ hơn chút đi, 22 đi. Cho cái màu màu xanh đi. Video làm rau câu tại nhà. Thử hai cái luôn này. Ok. Cái đoạn này mình cho cái muốn tắt âm thanh, đoạn này mình không cho nghe âm thanh này, mình vô audio nè các bạn. Cái đoạn này mình kéo cái âm thanh thấp xuống nè con, không có cho nghe âm thanh đoạn này. Còn đoạn này mình cho một tí nhạc vô đi. Đây. Tí nhạc này vô. Nhạc này mình kéo tới hết âm thanh tới đây thôi. Đó. Rồi. Hai cái này mình cho một tí hiệu ứng vào cho nó nhìn thấy một tí thôi. Rồi. Giờ mình bắt đầu xuất video ra hen các bạn. Rồi, mình bắt đầu xuất video ra hen các bạn. Cách xuất video thì các bạn vào thằng Rodeo Answer này các bạn. Rồi, mình chọn mặc định cái này luôn ha. Chọn nét. Cái này video mình làm là mình để một buổi tối làm khối rau câu ấy. Rồi mình nhấn phím này tao hoàn thành nha các bạn. Rồi như vậy thì nó chạy một chút, nó sẽ xuất ra được một cái file MP4. Là cái video, cái sản phẩm của cái hướng dẫn này của mình sẽ nằm ở, mình có cái đường link ở bên dưới cái video này luôn. Thì các bạn có nếu mà thấy thích thì nhấn ở cái đường link bên dưới để xem. Thì mình rất cảm ơn các bạn đã xem, ủng hộ cái phần chia sẻ của mình.